Rồi, phép chào anh em ơi. Theo yêu cầu số anh em kêu phép quay và báo cáo tình trạng cái quay cái khu chờ hai mà nó phun quay y nha anh em. Thì phép báo với anh em, xe này nói chung là toàn bộ là phun hết quay y đó anh em, kể cả anh em xem cái đèn đốm đồng hồ nè ha, đã là phun y chân này, cả cây sườn thay mới luôn, cây sườn thay mới luôn, thay mới là nộp đơn với công an là cho công an đóng lại theo số xe biển số cũ luôn. Nhưng mà hợp lệ anh em sang trên vô tư nha, không có gì hết á, tại vì bên công an họ mới làm đây thôi, anh em dòm rất là mới luôn nha anh em, mới chắc hết luôn đó. Đầu nồng ống hơi đầu đàng hoàng quay y mà, còn khu hai không có cái ống hơi đâu nha cả nhà. Xem xem quên từng chi tiết nè đó, thấy không anh em, xem rất là đẹp. Đây cục máy, đây máy thì nổ thì bao luôn. Anh em xem và cảm nhận nha anh em. Phép mới lại chuyện đằng kia về, bây giờ nói chuyện khô họng nó cũng hết nổi rồi, thì chỉ quay thôi cho anh em xem ha. Nè, đèn phun hai, đèn này đèn quay nha, chúng mấy phun hai nha đó, dọn tâm quyết luôn nha anh em, dọn không còn cái gì để nói luôn, đồ đạc ở trong bộ lọc cục máy là cả của quay hết. Ha, rất là đẹp, anh em về đi cà phê là khỏi chơi luôn, chứ không phải mà full kiểu lớn lớn là lỡ được cái dạng hà long, được cái bộ áo thôi nha cả nhà, được bộ tem thôi nha. Đây nè, đi hết đầu nồng của quay hết luôn, xe đi tâm huyết mà đó, từng miếng tem từng ngón ốc đầu tư hết em thấy không đó, kể cả niềm miết rồi nên dòm đó, đi niềng si âm hết luôn, niềng thái hết luôn, chứ không phải mà đi niềng gu si của Việt Nam mình không nha anh em đó. Quân rất là tâm huyết luôn, từng chi tiết từng chi tiết. Máy nổ cái hơi cực kỳ nhẹ nha anh em, cực kỳ nhẹ luôn. Nói thấy không, từng chi tiết từng chi tiết luôn nha, xe này để ổng gài không có chạy nè, đèn đốm nè, chỉnh lên tí xíu nè cho nó lớn. Máy đi rất là nhẹ nha, đi rất là nhẹ. Đẹp không anh em? Quá đẹp. Mà từng chi tiết dù là nhỏ nhất nha anh em, dù là nhỏ nhất thấy không, đồng hồ đồ full điện tử hết rồi, quay y mà đó.
Rồi, chắc 5 phút thì thấy con đã đi chi tiết rồi, không có gì để quay đâu. Nói chung là bỏ hết tâm huyết vào một chiếc xe này ha. Anh em nào quan tâm thì cứ liên hệ em. Rồi, xin cảm ơn.